Sau khi giá xăng được điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 11, nhiều cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tạm dừng bán hoặc là chỉ bán cầm chừng theo định mức là 50.000 đồng một lần, khiến cho nhiều người dân mệt mỏi và ngao ngán. Sau đây là ghi nhận về thực trạng này của phóng viên Nóng 24 giờ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cửa hàng xăng dầu số 705 Phan Văn Trị, bốn trụ bơm vẫn sáng đèn, nhưng khi có khách ghé vào đổ xăng, nhân viên xua tay ra hiệu hết xăng và chỉ khách đi cây xăng khác. Cách đó 200m, cửa hàng xăng dầu 77 đường Nguyễn Oanh có 6 trụ bơm đều tối đèn, nhiều ô tô xe máy tấp vào nhưng rồi lại thất vọng đi ra. Còn tại trạm xăng dầu số 12 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, nhân viên cây xăng cho biết cửa hàng chỉ đổ tối đa 50.000 đồng một lần cho xe máy và 500.000 đồng một lần cho ô tô. Cây xăng số 439 trên đường Phan Văn Trị vừa rào chắn vừa treo bảng cây xăng tạm ngừng sửa chữa. Tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cây xăng trên đường Trần Não treo tấm bảng tạm ngừng bán chờ hàng về. Tình trạng này diễn ra khoảng 10 ngày qua và không biết khi nào sẽ có xăng trở lại. Theo thống kê của Sở Công Thương, ngày 1 tháng 11, gần 20% cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh thiếu xăng để bán. Tại cuộc họp chiều 2 tháng 11 với các doanh nghiệp đầu mối, Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu doanh nghiệp đầu mối xả xăng dầu dự trữ.